Ta xong chứ mà à mồi mồi bài mồi chân mồi chân ai vô ớt ta 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 xanh có một dòng sông bên sông mỗi chiều hai người giặt áo dòng sông nghiêng trắng cánh cò sớm chiều yên ả à, đưa nắng qua dòng sông người làng tôi khuya sớm trên và vai áo người thêm bạc bông lúa vàng thấm ướt giọt mồ hôi cho quê nghèo thanh thang người ơi làng tôi cong cong mái đình thật xưa rộn sang trống trèo hỡi làng em hát mùa xuân xoan rụng tím sân đình để người khắc khoải cánh thâu đời hôm ngày 15 lấy dưới anh 7 cái đứa nhỏ nó cũng để ý lắm, hôm qua cho có một cây xúc xích nó hỏi ủa sao có một cái à. Thêm mặt sướng anh cũng đi học rồi. Người làm tôi khuya sớm trên đường.
cách giọt mồ hôi cho quê nghèo thanh thang người ơi. Làng tôi cong cong mái đình thật xưa dồn sang trống trèo hỏi làng em hát. Hôm nay đi phát cơm tiếp. Gina, ra đi. Làng tôi xa xanh có một dòng sông. Vô làng Tọ On, bữa nay phát trong làng Tọ On rồi dư rồi tính tiếp, dư rồi đem qua Nam Duy. Dưới à? Mai anh lên kẹo đi. À lên. Nè. Bác con ta. Hãy
biển nó ngập hùm ấy. À, trong bàn tay. Ông buổi à? Tới đây chơi. Lêu. Dòng sông quê đưa tiến bao người. Tháng năm mong chờ đến cũ người không về. Cho được quá vậy. Xây đó bảy. Hả? Nát lá ba nãy mỗi bo ngại nhẫn. Ừ? Nè, ôi mai ấy mua tiết à. Bán nè. Bán nè. Bán nè không? Nè nè, giờ dê mua món này nè. Mấy cột đào máu ở dê nâng. Cột máu có rổ hướng anh tiết à. Nó Phạm nè, ôi chắc tay gỗ khá lá đây. Cái áo ta không ấy. Phải nướng khi hôm nay. Rửa một ngày cắt một ngày cao hổ bán cro ấy nó mới nướng khi hôm nay. Hỡi mà to qua khi hôm mày. Này vô môi tiết à. Bài ấp mà ta khi hôm thầy dê vô ớt.